Vô lại giùm hả nghe. Tương tác kém quá, để em lên nguyên dàn đầm sale này cho mọi người. Rồi tự nhiên em ra em thấy cái đầm này sale này đẹp quá. Ủa, có 130 thôi đó mọi người. Ôi 130.000. Tinh không bà con ơi, chưa cái gì kéo lên rồi. Một em mua giúp mọi người. Để em lên nguyên cái dàn này cho mọi người ha. Để em mặc thêm mấy kiểu nữa cho mọi người coi. Ôi 130 bà con ơi. Xong chưa, xong chưa. Lên 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 lên. Rồi 130. Em sẽ lên nguyên vàng này với giá 130. Sale đồng giá để lấy view nha mọi người nha. Nha nha nha. Rồi chia sẻ lại giùm em nha. Chia sẻ lại giùm Thảo. Do là view mấy bữa nay nó tệ quá đi. Rồi thông cảm giúp em nha. Để em thoát ra vô lại. Rồi chốt giùm em luôn. Thôi đâm lên luôn đi. Mẫu này đẹp quá, em lên luôn cho mọi người luôn ha. Rồi chốt giùm em nè. Đầm riêu giùm em. Ý lộn, trời đất ơi, cầm cái đầm màu tím báo đầm màu riêu thiệt sự luôn, biết nói sao. 130 mọi người. Tin không, 60kg quay đầu em, tay phòng luôn. Để giờ em chốt mấy cái đầm sale cho mọi người nha. Chốt giùm em chưa nha mọi người, nó bị đứng bình luận nữa rồi. Đợi em xíu nha. Chưa, em chưa chốt được. Chưa chốt được, đợi xíu. Dạ, ghi GG giúp em nha, ghi GG giúp Thảo. Rồi lên rồi đó. Dạ đúng rồi, ghi GG giúp em. Rồi chốt, bây giờ Thảo sẽ đưa đầm sale lên cho mọi người. Nên chị em nào bây giờ em Thảo chốt mã luôn ha. Đầm tím giùm em 130.000, coi màu lấy giùm chị cái. Bây giờ Thảo sẽ chốt giá mọi người, hàng thiết kế em sale nha. Để em lấy view cái nha mọi người. Ha, tím cũng được, hồng cũng được giùm em. 130. Giờ bắt đầu em lên hàng luôn. Trời ơi má ơi, xuất sắc mọi người ơi, chốt đen giúp Thảo luôn. Nhanh, mà này không chốt thì chốt cái gì? Rồi mọi người 60kg quay đầu giùm em, chốt đen giùm Thảo. Rồi tím em chốt cho Tuyết Đặng, con cái em. Rồi xong, lên đen giùm em, 60kg thoải mái. Trời ơi, xả luôn, 130.000 lấy view nha. Rồi tiếp theo chốt giùm em đầm trắng. Em sẽ lai nhanh tí xíu nha mọi người. Em lai nhanh, một rưỡi em đi Sài Gòn rồi đó. Nên giờ em phải làm rớp rẽn. Ủa má ơi, Quyên cây này là trong bao đen đúng không? Rồi đen cho Úc Trang nè, ok chị. Rồi chốt giùm Thảo trắng luôn. Xuất sắc mọi người, 130. Lẹ lẹ lên ngang, mẫu viết nha mọi người. Rồi trắng chốt cho chị Thoại Tính. Rồi đen em hết trơn rồi, đen không có con cái à. Rồi trắng em cũng hết luôn rồi. Ôi ôi, lên hồng giúp Thảo liền mọi người. Rồi chốt giùm em hồng liền, 130.000. Không có nói điêu nha mọi người, đang chốt hàng để lấy view nha. Rồi chốt giùm em đầm hồng 130, 60kg quay đầu hồng 130. Đẹp ha, nguyên mẫu này. Nguyên cây luôn phải không? Rồi chốt giùm Thảo vàng, cổ là may cổ vét nha, đang lấy cây sale ra để kéo view lên đó. Rồi chốt giùm em vàng 130 giúp Thảo vàng. Dạ hồng với vàng giùm Thảo. Đang kéo hàng sale vô, yên tâm đi đợi tí nha. Rồi hồng chúc mừng chị Nguyễn Nga. Trắng em hết rồi. Em Thảo hết hồng. Cổ vét nha mọi người. Rồi chốt giùm em cam giùm Thảo luôn, 130.000. Rẻ ơi là rẻ luôn á. Rồi chốt giùm em cam. Lên mẫu sale đi em. Lên mẫu vô. Rồi cam chốt Nguyễn Chi kìa, mẫu keo kia kìa. Rồi lên giùm em vàng giùm Thảo luôn. Ui ơi mọi người ơi, nguyên cây này. Bây giờ em mặc mẫu vô em bán khác cho mọi người nha. Màu cam, rồi ok. Rồi vàng dây giúp Thảo 130, 57, 58kg thoải mái giùm em. Đẹp không? Bây giờ chỉ có đi tiệc đi tùng nữa thôi. Nên là với lại đi chơi đi bời thôi. Chốt giùm em mã vàng giùm Thảo 130.000. Rồi chốt giùm em hồng mút ngọt đầy đủ đừng lo. Rồi hồng dây giùm Thảo. Hàng này hàng lẻ nên là Thảo sẽ mặc từng cái một. Ấy lộn, Thảo sẽ ướm nha. Còn mặc là do hàng số lượng Thảo mới mặc thôi. Rồi chốt giùm em là tím dây giùm em 130. Đang sale hết hàng này nha mọi người. Ok. Rồi đầm đen cổ đổ cho Bích Trâm 185. Đen cổ đổ đưa chỉ cho nó để em thôi, để vô lộn hàng á. Đen cổ đổ. Rồi, rồi xuất sắc chưa? Hồng dây giúp Thảo luôn. Tím dây cho Ngọc Thúy. Mẫu này đẹp quá. Trời ơi, mút ngọt má ơi. Rồi chốt giùm Thảo luôn. Sang chưa mọi người? Thấy bán 130 thấy nhức đầu không mọi người? Rồi chốt giùm em là trắng dây 130. Đây, mở này ra mới mệt mỏi nè mọi người. Trắng dây chốt trang.
Em ơi, mẫu em cứ lấy rồi nó để đây nè, em lấy mẫu cho chị chứ. Hồng dây chớp cho chị Nhung nhỏ. Cắn dây hết rồi chị. Sao chụp nhanh không chụp? Ồ má ơi, nguyên cái lô này xỉu lên xỉu xuống luôn. Ôi vàng, ôi vàng eo giùm Thảo nha, vàng eo. Mọi người comment GG đi để khỏi ẩn bình luận. 130.000 hết. Rồi 60kg đổ về giùm Thảo nu. Cái nu này nè mặc che được cái eo lắm luôn á. Chị nào mà bị phần bở bụng mình quá to á, mình mặc cái nu này nè. Rồi chốt giùm em nu dài giùm Thảo luôn, 130 nu. Đừng có lấy nu, hai màu nu kế bên nên đừng có lấy. Trời ơi nè. Ô cái lô này là xuất sắc luôn. 60kg giúp em ha. Trắng. Từ 50kg cho tới 60kg là thoải mái luôn. Không có sợ cái gì hết trơn. Rồi trắng tay phòng giúp Thảo. Trắng phòng giùm em. Nè cái mẫu này nãy em mặc lên mà em tiếc quá. Nó có 1 cái một à. Nó sệ em một bên á. Xuất sắc luôn. Nó sệ qua đây nè. Mã này tới mấy trăm ngàn lận. Nhưng mà vì nó nằm trong cây sale nên mọi người được hưởng giá sale. Rồi chốt giùm em là đỏ nhung, 130 giùm Thảo luôn. Trắng chốt cho Út Trang. Rồi hồng nhung giúp Thảo luôn. Mẫu này sang cực kỳ luôn á. Kéo qua bên nhé, hồng nhung giúp em. Đỏ cho Thoại Tính. Rồi trắng em Thảo hết. Rồi cái này mọi người chốt giùm em là vàng nhung giúp em ha. Vàng nhung 130. Vàng là mẫu VIP không á mọi người. Vàng nhung giúp Thảo. Đỏ nhung có người chốt rồi. Trời. Em ơi hai cái giống nhau, em đừng có đuôi chị cùng một màu, nó bị trùng màu á. Hồng nhung còn không? Hồng nhung cho Út Trang. Rồi còn vàng nhung. Đang hot luôn, mẫu này đúng là đang hot luôn. 55, 57, 58 kg, 55 kg đẹp lắm. Quá trời đẹp luôn ý. Mút ngực nữa nghe, đen liền. Nó bán sale chứ cây này không phải hàng sale đâu mọi người, cây này là hàng cây á. Rồi chốt giùm em đen để em coi được bao nhiêu cái. Đen 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 liền. Thôi kéo lại đen giùm chị cho mọi người nhìn cái mã này cho sướng con mắt cái đã. Rồi đen này đi tiệc nha mọi người, 130 giúp em đen. Rồi chốt đỏ giùm Thảo luôn. Đang hot đúng không? Mọi người đang rất hot luôn á. Rồi chốt bữa em tính may mà nó thôi. Kiểu của em là dạng giống em thích may cái kiểu nào lạ lạ tí xíu. Rồi chốt giùm em đỏ. Rồi đen chốt cho Nhung Ngôn. Rồi cái hồng này lịch sự nè mọi người. Em có một cái hồng này siêu lịch sự luôn. Rồi 60kg quay đầu giùm em tím. Hàng này bị bơm nè, hôm trước em bán hết rồi. Rồi chốt giùm em là mã tím giùm Thảo. Đẹp không? Tím 60kg thoải mái, đen cho Tuyết Ngân tắm. Trời ơi, đen tay phòng. 60kg giùm em, đen tay phòng giùm Thảo. Không sang không lấy tiền nha. Rồi chúng em đen tay phòng. Tím chốt Trang. Trời ơi, siêu phẩm mọi người. À tím hết. Rồi ghi giùm em là đen cam còn. Đang nhận chị Nguyễn Chi. Tím em hết rồi. Đang dây cho Nguyễn Chi. Phải không chị Nguyễn Chi ơi? Đúng không vậy? Ghi mã giùm Thảo đi. Rồi cam 60kg. Ủa cái cam xuất sắc. Cam giùm em 130. Chấm bài tương tác hỗ trợ em giùm nha. Ủa cái màu bò này nè. Em nói rồi, cái lô này là lô được giảm giá. Đen tay phòng cho Hiền Phạm, cho địa chỉ giùm em. Rồi chốt tiếp giùm em màu bò giùm em. Bò giùm Thảo nha. Dạng này là dạng cổ vét đó mọi người. Mút ngực đi nè. Rồi chốt giùm em bò 60kg. Rồi Nguyễn Chi xả cái đen ra đi. Cái đen tay phòng em để người khác rồi. Nguyễn Chi là không có, xả ra rồi nha chị. Tại không có ghi mã ra. Ủa má ơi cái nào. Rồi chốt giùm em luôn 60kg thoải mái nha. Em dùng từ thoải mái thì ai 62kg có mua bình thường cho em. Ê. Rồi chốt giùm em là hồng tím. Đen tay phòng còn nha. Đen tay phòng của chị nào nãy để rồi mà. Okay. Sao kêu hết. Rồi Nguyễn Chi cái đen tay phòng là có nha chị. Tuyết Ngân Tống là cái gì đen dây? Đen dây Tuyết Ngân Tống có rồi mà. Đen tay phòng cho Ngang Nguyễn. Rồi chốt tím. Chị ơi chị đúng rồi, đừng có comment lại chị. Đừng comment lại nha. Ai em hỏi kìa. Ai mà Thảo hỏi á thì mới trả lời, còn Thảo không hỏi là đúng mã rồi, đừng có lên tiếng mất công bị lộn hàng nha. Lên tím giúp Thảo luôn. Nè cái đầm này 200 mấy nè mọi người, trời cái tím nó xuất sắc luôn. Rồi nè 230.000 nè. Giờ tặng mọi người 150 nha, nằm trong cây sale. Không phải nằm trong cây sale mà nằm cái cây này là cái cây hàng của khách xả ra của Thảo á. Rồi chốt giùm Thảo nha. Trời nó đẹp. 60-62kg giùm em đen 150. Riêng đen đó là 150 nha.
Đây nè, chị nào hồi nãy không mua được đen đi qua cái màu xanh này nè. Không mua đen được qua xanh giúp em, xanh riêu giùm em. 130.000 thôi, riêu 55-57kg giùm em. Bấm GG nhiều với Thảo nha. Rồi và đem 150 chốt chị Hà Trần. Rồi bấm giùm Thảo vàng luôn. Đẹp không? Vàng 130 giúp em. Trời cái này đủ màu luôn á mọi người ơi. Xanh riêu là chốt cho chị Trung Lê. Trời ơi, có mút ngực hết luôn. Đang trong rũ. Ôi. Rồi chốt cho Thảo là trắng nha. Xuất sắc. Rồi chốt. Xanh riêu đầm đen em hết trơn rồi. Đang trong rũ em cũng hết trơn rồi. Rồi chốt giùm em Nu. Trắng là của Kim Nguyễn. Trắng dây. Rồi lên Nu dây giúp em ha. Trắng còn nha. Rồi chốt giùm em là Nu dây. Trắng cho Kim Phụng. Rồi xong chưa? Cái đen này mới viết nè mọi người. Đen này mới thật sự là viết nè. Đen này thật sự là viết nè. Em nói mà bà nào mà nhận cái đầm này nãy em định lên đầu like luôn á. Thảo định lên cho mọi người đầu like á. Rồi Nu chốt Kim Phụng nè. Mà em nói để lên cổ đổ nên không lên này. Bao viết cho mọi người luôn. Mút ngực đầy đủ luôn. Ai nhận cái đầm này đi theo em Thảo hoài luôn. Chốt giùm em luôn, 10.000 thôi. Được không? Rồi chốt em 130. Lần sau mà nhận cái đầm này 60kg mặc được luôn nha. Do là thun Mỹ. Hàng giống như hàng du mì mà nè. Rồi chốt giùm em đen dây giúp Thảo luôn. Rồi hồng dây giùm em. Cái hồng này là cái mã mới. Có cái đường đi ngang đây là mã mới nha bà con mình. Rồi chốt giùm em mã hồng dây 130 giùm Thảo luôn. Đang chốt chị Nhung Nguyễn. Máy em nó đứng đơ ra rồi nó không có hiện được cái người xem, đợi em xíu nha. Từ từ đợi Thảo xíu. Đen dây chốt cho chị Anh Nguyễn luôn. Xíu nha, đợi em xíu. Để em coi lượt xem cái gì trên. Trời ơi, xuất sắc chưa? Mọi người ơi. Mọi người ơi là mọi người ơi. Rồi đang dây chốt cho Thanh Lê. Ủa nãy giờ chưa chọn chiến dịch hả ta? Hả? Hồng dây cho Thuận Nguyễn. Chứ rồi nãy giờ quên chọn chiến dịch rồi. Rồi để riêng nó đơn ra. Chọn lại. Đang dây cho Khang Huy. Trời ơi, nu tay phòng giống như mã đen tay phòng hồi nãy nè. Rồi chốt giùm em màu nu cho Thảo luôn ha. Nu giùm em 130.000 được chưa? Rồi đỏ là của Mỹ Hằng. Đỏ 185 là mã cổ đổ cho Mỹ Hằng. Nè cái này là cái siêu phẩm luôn á mọi người. Đúng này là siêu phẩm luôn á. Và mọi người lên giùm em là Nhung Cam giùm Thảo luôn. Nu chốt Thuận Nguyễn luôn. Em mới nhận được đầm ở Phát Mili. Rồi 60kg thoải mái chốt giùm em. Nu Thuận Nguyễn có rồi, hai nu à. Đen dây cho của Khang Huy đập cầm em một lần thôi chị ơi. Mua hàng cầm em một lần thôi ha. Đây là hàng lẻ. Rồi chốt giùm Thảo luôn. Ôi má ơi. Nu còn cái không? Cho Phan Văn Trí. Là hai cái nu. Rồi hai nu dục ra rồi đó là hết. Rồi ok chưa? Vậy mới viết nè. Đen vét giùm Thảo nghe. Rồi 60kg quay đầu giùm em mã đen vét giúp Thảo. Ôi mấy cái đầm xeo này đẹp quá vậy trời. Rồi chốt giùm em hồng. Hên đó mọi người, tự ha, tự xem em có cái lô này. Rồi 60kg hồng, giải quá đẹp luôn. 130 hồng. Rồi nâu giúp em luôn. Nguyên lô này. Xuất sắc, hàng này là hàng công ty á. Người ta đặt cho mấy cái chỗ mà mấy cái hàng có thương hiệu á. Nhưng mà hàng này á mọi người giống như tiểu bị rớt màu lại á. Nên người ta sale cho mình giá rất là rẻ luôn. Rồi chốt giùm em. Đang vét cho Phan Hộ. Đẹp quá trời quá đất luôn. Thêm một cái cổ đổ siêu phẩm nữa. 57-58kg cổ đổ giùm em ha. Rồi vàng cổ đổ giúp Thảo 130. Rồi cái này mặc được hai kiểu nha. Rồi nu chốt cho Nhi Lan. Nu có con cái nè. Rồi
là nâu chốt như lại. Trời ơi mọi người ơi, nó xuất sắc. Mặc được hai kiểu luôn. Kem ngày mua trên Lai giảm được 10% ạ. Trời ơi, nâu rất vai giùm em. Nâu rất vai, hết nâu rồi, còn nâu rất vai thôi. Rồi 60kg. Hồng vải đuổi xước đó. Rồi chốt giùm em hồng vải 130, hồng xòe. Cam eo 60kg thoải mái. Cổ vuông nha, mặc cái này lên khoe thôi vì dáng đẹp đó. Rồi chốt giùm Thảo nghe. Cam. Nâu rất vai khả hơn cho địa chỉ. Rồi cái mẫu lô này đẹp quá mọi người ơi. Rồi vàng giùm Thảo luôn. Xuất sắc chưa? Em nói lô này là giật mình nha. Rồi cam em chốt cho Lê Bay. Hồng em chốt cho chị Hương. Hết rồi. Rồi lên giùm em nè. Ôi đẹp chưa? 58kg giùm em luôn. Vàng giùm Thảo, giải giá gốc là 48 ngày. Rồi nu phối giùm Thảo. Cái này sang lắm này, chụp hình lên sang. Vàng em nhận cho chị Út Phan Hồng. Rồi nu phối giúp Thảo luôn 130. Vàng chốt Phan Hồng. Trời ơi, tí tôi lên mấy cái set đẹp, tôi sale rẻ thì rẻ luôn. Rồi cam nhúng eo giùm Thảo à. Rồi mã cam eo giúp em 130. Ôi cái rớt vai có cái màu này nữa nè. Để lên cái rớt vai cho. Mặc được hai kiểu nha. Rồi kéo ra. Thấy chưa, nói rồi. Cái này mặc bao được bên đây nè. Chốt giùm em đỏ giùm Thảo 130. Giá này là giá sale hợp nha. Giá ế đó mọi người. Rồi chốt giùm em là đỏ. Xuất sắc chưa, mút ngực hết. Cam eo chốt khả hơn. Rồi là đúng là giá ế đó. Rồi đỏ em chốt chị Trần Lan. Giá bán ế đó. Rồi xong chưa. Hồng. Hồng này là hồng đắp chéo và cổ vét nha. Hồng tím đi mọi người, 60kg giùm em, mã tím giùm em đi nha. Mã tím. Ủa cái này đẹp không? Trời ơi mọi người ơi, tiệc chứ toàn là đầm đi tiệc không á bà con mình. Nè cái này. Rồi có mã số đàng hoàng mà. Rồi chốt giùm em là đỏ vét giùm Thảo luôn. Đẹp quá, không bỏ cái này cho mọi người coi cái cổ. Có một cái thôi, nhanh lên mọi người nha. Ai mà bị ẩn comment bấm GG giúp Thảo. Rồi chốt giùm em luôn, đỏ vét giùm Thảo luôn. Đỏ cho Ngọc Yến nè. Rồi hồng này mọi người mặc vô, nó chít eo phần này. Và cái này nè, nó che được phần bụng của mình. Tay là tay phòng nha. 57, 58, 60kg giùm Thảo luôn. Chốt giùm em là hồng. Hàng sale quá, hàng sale mà nó đẹp dữ vậy đó. Người có 100 mấy chục ngàn bạc hả. Cố gắng chốt nha. Giá rất là rẻ luôn. Chỉ có cái màu sắc là mình không được quyết định thôi. Ví dụ như mấy chị thấy mẫu này nó ít có màu đen không? Bản chất của nó không có màu đen luôn á. Rồi hồng cho chị Lê 7 luôn. Nó chỉ được không chọn màu của nó thôi. Xuất sắc chưa mọi người? Rồi chốt giùm em mã hồng đậm giúp Thảo. Ôi mọi người thấy gì chưa? Em nói mà. Rồi hồng đậm giùm Thảo 60kg luôn. Nè toàn là mẫu như này với kéo nằm sâu nha. Hồng đậm giúp em. Rồi kéo giùm em cam giùm Thảo luôn. Nè mọi người thấy không? Mặc lên người sẽ khác liệt. Rồi chốt giùm em màu cam giúp Thảo nha. Cam. Hồng đậm chốt cho chị Trịnh Hằng. Rồi thêm một cái nữa nè. Sắc. Hồi nãy có cam rồi giờ có đỏ nè. Rồi 57, 58kg giùm em. Đỏ cổ tim giùm Thảo nha. Đỏ tim giùm em. Cam chốt cho Thanh Dung. Hết cam phải không? Vàng. Cổ vuông. Cái cam hai cái. Rồi cam nhận cho chị Thanh Dung thôi. Rồi chốt giùm em là màu vàng. Sắc chưa? Vàng. À, cái này là em sale được nha mọi người nè. Đỏ tim cho khả hơn. Hồi bữa là cái này là 62, 63kg luôn. Hồi bữa là 160 á. Sale mọi người luôn 130 nhé. Lên giùm em là màu tím giùm Thảo. Hoa tím. Phơm dài nha mọi người. Chốt giùm em hoa tím. Và em chốt cho Thoại Tính. Rồi cam này là cam có ngực nha. Cam có ngực giúp em. Cổ vuông luôn. 55, 56, 57kg giùm Thảo luôn. Cam vuông giùm Thảo. Rồi vàng còn không? Tím cho khả hơn. Tím cho khả hơn đó. Ok. Hả? Tím hai lần á. Rồi chốt giùm em. Ồ
ơi, mấy cái mẫu này thiệt xuất sắc luôn á. Trời ơi, cam này là cam đuôi cá nha, cổ vuông giùm Thảo luôn. Rồi chị Thảo tính là chuyển khoản đúng không? Ok chị, rồi chốt giùm Thảo cái này luôn nha, kéo giùm em cam giùm em. Tím em hết trơn à, em lên cho cái mẫu này cho. Ngày hôm qua em mặc em ưng lắm. Hồi xưa giờ đi chơi hoặc là ở nhà đi chăng nữa cũng không bao giờ mặc hết. Mà cái này em còn ít lắm, còn khoảng tầm 20 cái nữa thôi là em hết rồi. Hồi xưa tới giờ chưa bao giờ mà đi chơi hoặc là đi đâu mà mặc đầm. Chỉ có lâu, thiệt lâu đi đám cưới mà riết rồi, bây giờ cũng không đi, không mặc đầm đi luôn, mặc xét không. Kiểu như cứ mặc thoải mái quen rồi, đầm cái đi đứng nhẹ nhàng. Kéo chị các em, em lên cho cái mã này em bán 149.000 thôi. Em còn khoảng tầm 20 cái nữa em hết hàng và em đang về cái mẫu này. Nhưng mà hoa văn mới cho mấy chị và em thiết kế thêm một cái kiểu mới cho mọi người nữa. Rồi 62-63kg. Ngày qua em mặc em đi. Có một cái bữa nào em thanh lý cho em tặng cho mọi người chứ thanh lý gì. Rồi chốt giùm em nha, 149.000 đầm xanh 63. Chị Phong ơi lấy cái mặc chị Phong. Em nói mấy chị nó vừa dễ chịu nè, mà nó vừa làm cái nét gì đó em nghĩ nó sang vô cùng. Nhưng mà nó không làm quá lớn mọi người, vừa phải lắm. Cái đầm này cực kỳ vừa phải luôn. Mình kiểu mà mình không quá chi là làm lố, mà mình có cái nét của mình á, nó dịu dàng nó làm sao á. Rồi em thích ghê luôn mà em. Lần đầu tiên em mặc, hôm qua em đi chơi lại mặc cái đầm này. À, cái đầm này em còn mấy cái nên em sale cho mọi người là 149.000 nha. Em còn mấy cái thôi à. Rồi nhí xanh giùm em ha. Không có màu bi chị ơi. Không màu bi 260-62-63kg thoải mái luôn. Ở phía sau có lưng thun. Em bán hết màu của nó rồi, còn màu này thôi. Rồi còn mấy cái nữa để em chốt cho mọi người 149 luôn. Rồi em chốt cho chị Thúy Nguyễn nè, đầm xanh, xanh 149 sửa giá đi. Ở đằng trước á, để em trước á. Thật sự luôn, rất là ưng luôn. Rồi chị Hồng Nhung nè, mấy màu kia em bán hết sạch rồi. Còn cái màu này còn dư mấy cái để em bán rẻ cho mọi người là hết hàng ha. Xanh cho chị Trung Lê nha, Thảo Lê, hoàng đơn 480. Sao vậy? Sunny Nguyễn nè, xanh nè. Cứ 149.000 tính tới nha. Ai mua trước đừng có phân bì nha. Do màu này em còn có một màu này nữa em hết hàng rồi. Em xả để em lấy về à, lấy mẫu khác cho mọi người ha. Chị Nguyễn Chi là xanh nè. À, dạ 149.000. Em thích cực kỳ. Mà đặc biệt đối với những người mà 62-63kg đều mặc vừa. Bình thường nếu mà mọi người mua cái mấy cái đầm này chỉ có 55kg thôi. Mà trong khi cái form đầm này là 6 mấy ký luôn. Do là 6 mấy ký nhưng mà cái người ốm vẫn mặc được. Là em làm bó bung cho mọi người ở phía sau á. Rồi chốt giùm em mã bi xanh. Mọi người tin không, 200 mấy cái em bán. Mẫu kim thiếu bán luôn, thiếu trầm trọng luôn á. Không đủ hàng để chia luôn á. 149 giúp em ha. Mã bi xanh. Dạ đẹp lắm. Rồi xong chưa? Chốt giùm em xanh cho da hơn. Rồi đợi em xíu đi. Xong, xong chưa? Xanh 149 thôi. Để vậy tôi khổ tâm lắm luôn á, tôi lên mã này bán cho 130.000 thiệt chứ. Dạ ok chị, dây kéo nằm sau nha. 57-58kg, ai cao 60-61 có 2kg mặc vừa luôn. Cao mét 6 trở lên nha. Trời ơi thấy chưa, vest đen giúp em. Đúng rồi, cái mã hàng đó là hôm trước em có like cho mọi người. Nhưng mà cái họa tiết kia thì nó hết hàng mất rồi. Nó đang thiếu hàng luôn. Em nhận xe cua rất là nhiều luôn. Rồi chốt giùm em đen, chấm bài GG giúp em. Nè mọi người, em nói hàng công ty thanh lý ra đó, nó bị rớt màu lại á. Rồi bi xanh em chốt cho nhân kim. Vest cam với Thảo xuất sắc. Vest đen vest cam. Ôi cái mẫu này phải để tuyển lại bán shop luôn mọi người. Thì cái mẫu này không chừng làm nghiêm luôn. Vest đen cho Kim Loan. Rồi vest cam giúp Thảo luôn, 130 thôi rẻ không. À vest bò đi, cái kia cam cái nọ bò đi ha. Và màu đỏ giúp Thảo luôn. Rồi chốt giùm em màu đỏ, xuất sắc ha. Rồi đỏ 130, 60kg thoải mái. Dạ đúng rồi, 130 hết. Mấy cái này là 130. Nó dù có nó mấy trăm ngàn nó cũng thành 130 nữa. Xuất chưa? Rồi 57-58-59kg giùm em đen bi. Rồi đen bi giùm em luôn ha. Đen bi. Rồi cam bi giúp Thảo luôn. Vét đỏ chốt cho Thoại Tính. Vét bò chốt cho Sương Ngọc. Chào tươi nữa chứ. Rồi đen bi cam bi giúp em. Đen bi với cam bi. Đen bi cho Hồng Nguyễn. Vét đen còn cái hả? Vét đen cho Khai Thạch. Rồi là hết ha. Trời ơi nó đẹp. 57-58kg. Mẫu này mọi người phải mua được nó. Em báo ký là do cái giải này nè, nó thun mỹ, nó coi giãn tốt.
Rồi chốt giùm em vàng giùm Thảo luôn. Ủa cái vàng nó đẹp lắm luôn á mọi người. Này là cái nơ thật ấy. Làm cái nơ nổi 100% lên. 58, 59 tí giùm em, chốt giùm em đỏ. Rồi 60kg nè. Đuổi này đuổi suốt nha. Rồi đen đuổi suốt giúp Thảo luôn. Đen suốt. Vàng này trong lô vét luôn nè mọi người. Rồi 60kg thoải mái giùm em. Nè, che được khuyết điểm. Rồi chốt giùm em mã vàng. Vàng 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 vét đi nha. Vàng vét cho nó khỏi trùng mã. Rồi cái này nhỏ 55-56kg thôi. Nu. Rồi 55-56kg giùm em nu. 130 nu. Thảo mấy gấp đôi lại giùm. Rồi lên tím giùm em gấp đôi lại, đừng dục. Rồi chốt giùm em màu tím giùm Thảo luôn, 130. Rồi đầm 175. Rồi Am có số, Thảo khỏi đập tên. Ủa đầm này là đầm 200 mấy mà. Đầm này có số lượng mà. Đen còn. Ô đen không cho thông tin, cho số ngợi gì đúng chốt. Đỏ này là 230, em chốt cho 150 nha. Rồi hàng này còn mấy cái. Có ghi gì đâu. Mẫu này mẫu mới mà. Mẫu 230 mà. Rồi chốt giùm em đỏ 150. Đỏ đó em chốt 150 thôi nha. Là chốt caro cả, đừng trùng mã em. Rồi caro đỏ giúp em luôn. Đỏ chốt Hoàng Yến. Để chỉ em chốt cho chị em Hồng Hu gì đó, chứ em chưa biết chị chốt mã gì nha. Rồi 55kg giùm em. Caro đỏ quá xuất sắc. Rồi chốt giùm em caro đỏ. Đỏ là 150, ghi giá vô chưa. Rồi 60kg quay đầu giùm em ha. Caro cam. Caro cam. Đỏ đó còn không? Có không, có cái không có ghi. Mẫu đó là mẫu mới á. Rồi caro cam giúp Thảo. Rồi Thảo Ly không bán cho chị đâu chị ơi. Bán rồi chốt ơi, gọi điện con. Không nghe máy. Thôi không có số, không ai có số Thảo không chốt. Ai mà comment không có số Thảo không chốt đơn đâu. Rồi chốt giùm em, trời xuất sắc, vàng vét giúp Thảo. 55-57kg giùm em vàng vét. Ủa cái nubi còn nè mọi người. Cái nubi còn nè. Ai chốt cái nubi chốt liền đi. Hồi nãy có một cái rồi nè. Cái nubi này có rồi phải không? Nubi đã hai cái rồi. Sao đây cái nữa nè. Rồi 60kg giùm em nubi giùm Thảo. Binu chứ. Ờ nubi hay binu gì muốn nghĩ gì ghi nha. Binu giùm em. Trẻ thun Mỹ coi giãn cực tốt luôn. Rồi bi rút giùm Thảo luôn. 57-58kg. Hàng nào coi giãn tốt thì mọi người yên tâm nha. Rồi bi tím giúp em, bấm GG giùm em mấy chị. Cho đừng ẩn bình luận mấy bữa nay bán vậy đó. Rồi chốt giùm Thảo luôn. Vàng giúp Thảo. Rồi chốt giùm em, trời xuất sắc. Vàng 150. Bao đi đỏ 150 cho Bùi Ngọc Huy. À, cổ vuông nè. Dễ đẹp chưa. Rồi chốt giùm em 57kg giùm Thảo luôn. Chốt giùm em đỏ tay phòng. Đỏ tay phòng. Nhà em không bán khẩu trang trắng à. Rồi chốt giùm em vàng mọi người ơi. Vàng 55-57kg giùm em vàng. Rồi cái này đẹp nè. Cái này đi tiệc nha. Đỏ tay phòng em chốt Hồng Ân. Rồi nu giúp em nu dây. Xuất sắc chưa. Rồi nu dây 130. Rồi Hồng Công Sở giùm em. Binu Nguyễn Thạnh 60kg Công Sở. Tính 130 luôn đó. 130.000 Hồng. Tắt cho 60kg. Hoa này là hoa nổi 100%. Chốt giùm em vàng hoa giùm em. Vàng hoa 130 thôi. Mấy người thấy cái tà nó dài ghê không. Rồi cái này là đầm dây nè. Đầm dây ở dưới đây làm cho mọi người cái đuôi cá này luôn tan không. Rồi chốt giùm Thảo luôn. Nu dây giúp em.
em nơi em có địa chỉ, em có số điện thoại, comment sai mã em bỏ qua nha. Rồi chốt em xanh. Xanh này á mọi người, hút dây lại á, ở đây nè, nó hở hở cái ngực cưng lắm. Rồi chốt cho em mã đầm xanh với em 130 đầm xanh. Rồi cổ tim luôn nha. Sắc chưa? Rồi chốt cho em màu vàng 130 giúp Thảo vàng. Vàng 130. Trời ơi, cái đỏ tay phòng còn cái vui mọi người ơi, cái đỏ tay phòng này xuất sắc nè. Rồi 55-57kg đỏ tay phòng nè, chị nào mà khoảng tầm 1m6 mặt nè, trời ơi bị sexy, còn ai dưới 1m5 khoảng 1m55 thì thoải mái rồi. Rồi chốt giùm em siêu phẩm luôn, đẹp. Rồi hồng vàng cho chị, vàng cho chị Hồng Ân. Trời ơi cái đỏ xuất sắc, chốt em đỏ 130. Trời ơi đây nữa nè, cái nữa nè. Rồi chốt giùm em tím giùm Thảo luôn. Rồi chốt giùm em mã tím giùm Thảo luôn. Trời ơi, chị Thảo Ly, không biết Thảo khó điểm nào chị Thảo Ly. Nè thứ nhất gọi điện chị không nghe máy, nhắn tin chị xem chị không trả lời, xong giờ chị nói Thảo khó cái gì chị. Tím cho khai thạch. Chị chưa xin lỗi Thảo tiếng mà chị vô chị kêu là Thảo khó. Mấy chị mua hàng mấy chị phá người ta xong rồi mấy chị kêu là người ta khó mấy chị. Trời ơi má ơi. Rồi, ôi xuất sắc. Không lẽ giờ đọc mã VIP chứ mấy chị. À, rồi chốt giùm em là VIP giùm Thảo luôn ha. Quá đẹp luôn á, 130 hồng VIP 130. À cái đó, cái hồi nãy bi á có mẫu này nữa nè. Phá người ta xong giờ kêu không biết chị khó như vậy. Rồi chốt em đỏ bi giùm em. Của hàng, bây giờ gia đình có chuyện gọi điện nghe mấy thì hết, gia đình xong chuyện thì mình gọi lại. Giống như giờ coi điện thoại nãy giờ 1 tiếng đồng hồ rồi người ta gọi số 711. Rồi xong rồi bây giờ còn được mà có nhắn tin mọi người. Coi xong đó không trả lời, nhân viên em họ viết vô rồi đó. Coi tin nhắn xong im lặng không nói tiếng nào. Xong giờ vô không nói xin lỗi không nói gì trơn, kêu bán hàng mà khó, không biết Thảo khó như vậy. Tiếp hồng cho chị Thúy Phạm. Đỏ tay phòng xong chưa mấy giờ? Ừ. Tím có chưa? Tím rồi. Ăn nói gì mà kỳ cục quá trời quá đất hả? Mấy chị giống như là kiểu mà tụi em phải là người hiểu trong gia đình mấy chị có chuyện gì ấy. Rồi chốt giùm em mã trắng. Mã trắng này có cái phần tà cực kỳ sang luôn, VIP luôn chứ không phải sang thường đâu. Chốt giùm em trắng 130. Mút ngập đầy đủ 100%. Đẹp quá chị Nguyễn Chi. Nè Nguyễn Chi dây trắng trước đi nè. Lâu lâu lên cái hoa thì đẹp chưa. 57-58kg giùm em. Rồi chốt giùm em vàng. Vàng hoa giúp thật. Cái này nè, tròn cho cái cánh tay á. Cái này có dây cột kèm theo nữa nè. Trắng còn cái nha. Rồi trắng chốt qua chị Trần Lan đi. Tiểu Thơ hôm trước thiếu hàng nè. 175 sale 130 giùm Thảo. 55kg thoải mái, đẹp không? Rồi chốt giùm em Tiểu Thơ. Rồi trắng Trần Lan. Mã sang hôm trước cũng thiếu luôn, đây còn ai nhỏ thì cột dây lại giúp em. Rồi chốt giùm em mã sang giùm em 130. Sang 130, đẹp không? Cà phê chưa có hàng về chị. Rồi 57-58kg hoa trắng giùm Thảo 130. Ok Nguyễn Chi chuyển khoản. Cái nu này nè tuyệt vời chưa. 57-58kg lên nu. Trời ơi cái nu nó xuất sắc, không nói được luôn á. Rồi chốt giùm em nu Tiểu Thơ cho chị Ngọc Dũng Bích Thọ. Vàng hoa em chốt cho chị Hồng Ánh. Rồi 55-57kg giùm Thảo luôn. Quá đẹp luôn. Đỏ tay phòng giùm Thảo. Vàng hoa còn. Vàng hoa Hồng Ánh á. Trời ơi, 57-58, 60kg quay đầu, tím siêu phẩm. Nè, nổi cái này không là hết tiền rồi nè. Chị cũng mới nhận hàng. À, ok chị. Rồi chốt giùm em tím giùm Thảo luôn. 130. Tím 130. Cảm ơn chị Đậm. Trời ơi, cái mẫu này nó sang. Mọi người ơi, cái mẫu này nó sang nè, không lẽ giờ. Rồi chốt em vàng 130. Sắc chưa?
60kg thoải mái, nào cũng Mỹ á, là em báo như vậy. Tay nó đẹp quá bà con. Rồi chốt giùm em luôn. Vàng 1.30. Trời ơi sang. Rồi chốt giùm em đen. Nguyên cây mẫu này luôn. Đen 1.30 giúp thật. Rồi chốt đỏ giùm em. Gấp đôi lại để bỏ ở đây thôi chứ đừng có mất móc nữa, mất công gỡ ra lâu. Rồi 60kg đỏ giúp Thảo luôn. Quá đẹp. Đen cho Nguyễn Chi. Vàng cho Lan Thi. Đen cho Sẽ Tốt Thôi. Đen mấy cái rồi? Đen nhìn cái cổ kìa. Không có gì, không có. Sẽ Tốt Thôi, không có đen. Rồi tím cho Ninh Hoàng. Còn màu gì có số lượng vậy? Tím còn. Đỏ còn không? Đỏ chưa có. Đen không, hết đen rồi mọi người. Đen rồi. Hết đen rồi. Rồi chốt giùm em hồng luôn. Tím còn không? Tím còn. Tím bấm cho Thoại Tính. Vàng còn không? Vàng, vàng hết rồi. Rồi tím Thoại Tính chốt em hồng mọi người. Hồng 60-62kg quay đầu em. Hoa nổi trăm trăm nha. Hồng hoa giùm em. Hồng cho Sẽ Tốt Thôi. Đỏ 130 lần chị ơi. Rồi chốt em hồng. Tím eo nè, cái này mặc lên lịch sự lắm nè. Cái phần này nó nằm trước hai eo. Rồi tím eo giùm em nha. 1.30. Nu công sở, hồi nãy có cái hồng công sở, giờ có cái nu công sở nè. 60kg giùm em. Phần này sang không? Rồi chốt giùm em là nu. 1.30 nu. Mất tiền. Rồi chốt giùm em 60kg làm đen với Thảo luôn. Chốt giùm em mã đen 1.30. Rồi chưa bao giờ em bán mà comment nó chạy chậm như thế này mà em vẫn kiên trần em bán đó mọi người. Do là em nghỉ mấy ngày nay mà tối nay em lại nghỉ tiếp nên em phải bán nó, chứ không là em tắt từ nãy tới giờ rồi. Thật sự luôn, nó không muốn bán một tí nào luôn á. Nhìn nó buồn chán á. Rồi chốt giùm em hồng siêu phẩm mà lựa hàng đẹp ra mà còn bán rẻ nữa đó. Rồi chốt giùm em hồng luôn 60kg. Đen cho Nguyễn Diễm. Nu chị Thùy Trăng Bành. Trời ơi cái nu này mới xuất sắc nè. Cái nu này là mặc vô nó đưa cái ngực tí xíu qua cưng á. Rồi chốt giùm em là nu xước giùm em. Nu xước nha. Nghe là vải này là vải đuổi xước nên em đọc là nu xước chị nào. Nu xước. Này có mút ngực nè bà con mình. Này có mút ngực ngang. Rồi chốt giùm em là màu vàng giùm Thảo cổ vuông luôn. Mấy chị kỳ quá à. Em nói mấy chị nghe nè. Thứ nhất là đơn hàng hôm trước em có nói mấy chị mua hàng, mấy chị cho em địa chỉ. Mấy chị không cho. Em nói nếu mấy chị không cho địa chỉ thì đơn hàng của mấy chị chốt lâu. Rồi mấy chị một, mấy chị thắc mắc thì mấy chị inbox. Còn thứ hai là bản thân mấy chị vì không cho địa chỉ nên đơn hàng của mấy chị đi không được. Thì bên em phải gọi mà không thể gọi liền được. Em nói online rồi. Đó là do cố tình chị không cho tụi em xin địa chỉ thì tụi em phải chịu, mấy chị cũng phải chịu thôi. Nên chị em nào mà cảm thấy mình có thắc mắc gì thì mình nên book giùm em, đừng nói báo trên line nữa nha. Tại thật ra là do bản thân mấy chị làm sai á, mấy chị không, em xin địa chỉ mấy chị không cố tình không cho, rồi giờ mấy chị cứ nói đơn hàng của mấy chị chậm với lâu này kia nọ. Rồi chốt giùm em luôn, màu vàng giúp Thảo. Mà em like đang like không được, rất là khó chịu, mấy chị đừng có lên hỏi đơn nữa mọi người. Nha. Đơn hàng của mấy chị đã có câu kế toán trả lời rồi mà mấy chị cứ lên like người khác mấy chị hỏi là kỳ lắm. Rồi chốt giùm em đen luôn, 57-58kg đen, quá trời nè. Em lấy hàng mới và đẹp ra em sale để em lấy view đó. Em lấy đơn hàng đó, chốt em đen. Cái là bị tắt đơn rồi phải không? Này bị tắt. Mấy người à? À. Rồi hồng dây giúp Thảo luôn, hồng dây giùm Thảo luôn. Đen dây cho Nguyễn Chi. Hồng dây giúp em. Rồi mua xin địa chỉ mỗi răng luôn, không cho là không. Mà cứ hỏi sao không chốt đơn, sao không chốt đơn. Bà tím. Rồi đỏ 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 công sở giúp Thảo. Nè thấy chưa, thấy màu đỏ chưa, đẹp chưa. Rồi chốt giùm em đỏ công sở. Nãy giờ em xin địa chỉ nhiều người đâu có ai cho đâu. Thì chốt đơn phải chậm thôi. Rồi chốt giùm em luôn cam. Cam này là cam vest nha mọi người. Thấy chưa. Thấy gì chưa, 60kg thoải mái giúp em. Cam vest 1.30. Rồi đen vest 1.30 giúp Thảo luôn. Đem hàng mới ra để bán giá sale để câu khách. Gọi là câu
câu comment luôn á, chưa bao giờ em bán comment ít như thế này đâu. Rồi chốt giùm em đen giùm nào luôn, đen 1.30 rồi. Rồi 57-58 kg. Vàng, vàng này là vừa thắt eo nha, tay là tay lưới phòng. Rồi chốt giùm em luôn vàng, cổ là cổ chéo. Rồi 57-58 kg giùm nào. Cái này là mọi người bút cái dây lại giúp em nha. Rồi chốt giùm em luôn cam. Đang vét cho hồng hu. Hồng hu gì đó. Rồi hồng, hồng vét giùm em. Đang vét em hết rồi. Ôi xuất sắc chưa. Rồi hồng vét giúp Thảo luôn. Đang vét có 1 cái không. Cái này là đen bãi đuổi xước. Siêu đẹp mọi người. 57-58 kg. Cái này cột eo vô giúp em nha. Cột cái ngực lại đó để cho nó lú 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 ra tí. Rồi chốt giùm em luôn. Mã đen giùm Thảo luôn. Đen đen. Cam này chéo vai qua một bên. Thấy khác chưa? Hết chưa? Rồi cam chéo vai giúp em. Này chích eo qua một bên nha mọi người. Rồi cam chéo vai giúp Thảo. Vét tím. Cổ này là cổ vét. Rồi xong chưa? Rồi lên giùm em là vét tím giùm Thảo luôn. 130-60 kg thoải mái vét tím. Rồi vét hồng giùm em luôn ha. Vét hồng 130. Hồng này là hồng đậm nha. Nó giống như vét tím luôn. Rồi bà vàng giúp Thảo luôn. Vàng này là vàng tay lỡ. Hồi nãy em có lên một cái màu đen rồi đó. Rồi cái này là tay lỡ của nó nè. Rồi cái đống này nó hơi le le nhẹ tí xíu nha. Chốt giùm em luôn vàng tay lỡ. Rồi mọi người có muốn lên đầm nữa không? Rồi thiệt chữ chua giờ bán hàng như thế này luôn trời. Thôi mà cứ cố gắng đi. Tại vì hôm qua nay biết tình hình rồi. Rồi đen này là đen heo một bên nha. Chốt giùm em nó băng bóp gọi là bóp sắc vạt luôn đó bà con. Rồi chốt giùm em là đen giùm Thảo luôn. Chốt gơ gớm luôn á. Nè thấy mẫu mới nè thấy không. Sắc chưa. Đẹp chưa. Chốt giùm em hồng dây. Cái chỗ này nè nó đưa đưa cái dải lên sắc chưa. Rồi chốt giùm Thảo là hồng dây giúp em. Hồng dây. Này cam lại. Rồi cam lại giùm em. Không phải cam nữa, cam gì với cam gạch cam gì á mọi người. Rồi cam lại giúp Thảo luôn. Đưa cái hồng đó luôn. Rồi hồng dây chốt cho chị bằng lăng tím. Hồng dây chốt cho Kim Nguyễn luôn. Đầm cổ đổ màu xanh. Dạ em nhiều xanh lắm em không biết chị lấy xanh nào. Rồi lên tím khoai môn. Rớt vai cũng được. Mà không thì bỏ cái vai ra cũng được. Đầm đặt hồng dây cũng được. Tím dây giúp Thảo luôn. Trời ơi nè. Đẹp tuyệt luôn hả? Cảm ơn. Rồi chốt giùm em luôn. Đỏ dây. Sắc chưa? Rồi mọi người lên giùm em đỏ dây. Đẹp lắm luôn á trời. Cái lô này là lô gọi là lô hàng hàng bỏ store mà. Bỏ store xong rồi cái người ta bị rớt màu lại á. Rồi cam dây giùm em đó. Phải đầm 200 mấy không mọi người? Giờ đem bán 130. Rồi cam dây giúp em. Ủa đỏ này đỏ đô hả? Đỏ này mọi người ghi đỏ đô đi, nó khác đỏ hồi nãy tí xíu. Mút ngọc đàng hoàng tử tế nha. Rồi chốt giùm em luôn đỏ đô. 130 ngàn. Rẻ không mọi người? Đỏ đô. Rồi cổ đỡ màu nào cũng được cho Khang Huy. Rồi nó đi lấy hàng để em đưa cho mấy bộ đồ bộ này. Đang ship hàng lên. Sao cái iPad này lúc nào cũng tông tình trạng hết pin vậy trời. Rồi 55 kg, 56 kg giùm em ha. Rồi chốt giùm Thảo bộ đỏ này tặng cho 69 ngàn cho. Chốt đỏ 69 đi. Rồi chốt giùm em hoa luôn. 55, 56, 57 kg giùm em nha. Bộ này bộ viết hàng HT nè. Rồi chốt giùm em luôn nha. Bộ hoa 69 ngàn. Hoa tím 69. Vẫn đang cắt ở đây em cắt cho sale cái này cho. Rồi chốt giùm em luôn. Hoa nâu giùm em. Rồi tặng luôn 69 ngàn. Ghê không? Đỏ đô cho chị Loan Thi rồi đầm. Bình luận chạy chậm vậy hả mọi người? Hoa tím không ghi giá thôi bỏ qua nè. Rồi bộ dây này nè tặng cho. Rồi 50 ngàn bộ đi. Bộ nâu cho Thu Nguyễn. Cắm vô nó giật không có like được.
Rồi chốt giùm em Thảo là bộ này tặng cho đội 50 luôn, hồng 50 giùm em. Rồi 50 giúp Thảo, coi giùm em bộ 50. 50 cho Kim Nguyễn. Ý Kim Kim xả hàng không bán lại chị ơi. Rồi bộ 50 giúp em cho chị Thùy Dương. Rồi chị Út Phan Hồng với Ngân Mai. Rồi hết chưa? Ngân Mai có không? Có, Ngân Mai có. Rồi ok, hồng hết rồi, để nó chuẩn bị hàng cái em lấy cho. Nó đang lấy đầm vô, mọi người đợi xíu nha. Trời ơi má ơi, tay của nó nè. Rồi mọi người, tay của nó nè. Em chưa? Lên giùm em bộ đỏ này tặng cho 125 nè, bán 75.000. Bộ đỏ 75. Chốt liền bộ này đi mọi người, cái tay của nó thật sự luôn. Trên cả tuyệt vời, đỏ 75. Rồi bộ này lên nâu 75 giúp em. Đợi xíu nó lấy đầm lên cái đã. Rồi chốt giùm em nâu 75. Nha. Wow, sắc chưa? Cho bộ đồ lên hết hồn chưa? Đỏ 75 cho Võ Thị Dương. Rồi cái này là nguyên bộ đồ bị su cà na bơm hoài. Rồi 55kg giùm em ha. Rồi chốt giùm em 85.000 bộ đen giùm Thảo luôn. Đen 85 giùm Thảo. Rồi đầm xong rồi nè mọi người. Đầm mới về. Nâu cho Thi Thi. Ý, thấy chưa mới kêu đầm nào cũng được, xong bây giờ lên màu màu xanh chị ơi, khổ quá. Chị Khang Huy ơi, chị mới kêu màu nào cũng được mà giờ chị kêu màu xanh hồi nãy. Em có hai màu xanh, một thiên lý, hai xanh riêu. Rồi màu xanh riêu em hết, chị có lấy thiên lý thì lấy, còn không thì báo em xả ra nha. Chị Thảo Nguyên Trần, em không có chốt đơn cho chị đâu nha. Chị ghi vậy rồi xong giờ chị đổi ý, Thảo không biết được đâu chốt. Rồi. Ôi má ơi mọi người ơi. 130.000 tin không bà con mình. Một 30 á, 60kg giùm em ha. Thiệt đi may ra cũng phải tệ nhất 180 cái đầm rồi. Rồi tốn giùm em liền, đầm cam ý là hàng em đặt á tệ nào 180 rồi giờ bán 200 mấy mà. Rồi, tiếp giùm em hồng cổ vét. Rồi mọi người lên giùm em hồng vét giùm em. Mặt nó che luôn cái đầm của mọi người. Rồi chốt giùm em là hồng vét giúp Thảo luôn ha. Đỏ vét, á lộn cam vét, hồng vét 130. Rồi chốt giùm Thảo vàng. Mấy chị ơi chốt đơn chắc giùm em nha. Đừng có ghi lô tơ mơ vậy rồi gửi hàng sai là âm sùm mệt lắm. Rồi chốt giùm em màu vàng. Cô vàng này có cổ lót ở trong á mọi người. Rồi chốt giúp Thảo luôn. Vàng 130 giùm Thảo luôn. Vàng. Rồi giống như vậy luôn mà trắng giùm em ha. Rồi cái này đẹp quá à. Để em mặc cái trắng lên cho. Rồi đi lấy mấy mã không chị coi. Chốt cái nào chắc cái đó nha. Đừng có vừa chốt xong đổi ý liền mọi người. Rồi vàng cho Nguyễn Nga. Trời ơi nó sang nè. Đẹp lắm hả. Cảm ơn chị An luôn. Mặc được hai kiểu nha. Rồi chốt liền giùm em trắng mọi người. 130.000 trắng. Mẫu này đáng đồng tiền kinh luôn. Phải đẹp lắm luôn á. Rồi chốt giùm em hồng liền. Hồng này hồng đậm một tí xíu ha. 60kg cổ vuông luôn. Tay là tay phòng. Sắc chưa. Đó 62kg cũng vừa. Trắng cho Bích Ngân. Trắng có mấy cái vậy. Rồi chốt giùm em nu liền mọi người. Cái này 60-62kg mặc được nè. Rồi chốt giùm em nu liền. 130. Nè cái còn một cái cam nữa nè bà con. Hồng cho Ngân Mai. Rồi còn một cái cam mọi người chốt cam liền cho Thảo. Rồi cam 130 giúp Thảo. Đẹp quá trời quá đất luôn. Cam 130. Rồi cái mẫu vừa trắng hồi nãy em mặc á, có một cái đen nữa nè. Có lót bên trong ý. Hai cái này chéo đen, cái lót này ở giữa. Chốt giùm em đen. Rồi lên giùm Thảo liền đen. 130.000, rẻ không? Rồi vàng dây 55-57kg vàng dây giùm Thảo luôn. 130. Nâu cho Tuyền Nguyễn. Đen cho Thay Nguyễn. Rồi hết đen luôn không? Hết đen rồi. Em dồn đơn nghe chị. Dồn cái gì ạ? Trong like thì tự động dồn chị. Đen ơi còn. Đen còn không? Đen cho tôi Thay Nguyễn comment dữ vậy.
đang cho Nguyễn Chi. Rồi theo Nguyễn comment 2 lần kìa. Vàng dây cho Ngân Lê. Comment 2 lần rồi ra 2-3 cái đó mấy chị. Rồi chớp giùm em màu nu luôn. Trời ơi đẹp chua. Rồi nâu giúp Thảo. Mút ngực nè mọi người. Nó hàng mấy mọi người mua biết nhiêu tiền giờ bán. Rồi chốt giùm Thảo màu nu Thảo luôn 1.30. Rồi lên đỏ dây giùm em ha. Đỏ dây đỏ dây à, cảm ơn chị Hiệp. Bữa nay chắc ngày mai mốt về có một lô nữa đó. Rồi chốt giùm em đỏ dây. Rồi hồng dây giúp Thảo luôn. À, hồng ruốc dây giùm em 60kg thoải mái mấy cái thun Mỹ này đừng có lo. Ủa cái đỏ đô này đã có người chốt rồi mà. Đỏ đô, mã đỏ đô. Bán, không biết trời. Đỏ đô còn cái mọi người chốt giùm em đỏ đô. Rồi sữa tao có sữa đâu. Bây giờ bán vậy rồi tí không biết mã nào còn vô nhiêu cái đâu. Hồng dây còn không? Cho chị Ngân tiền hồng dây. Rồi em cắt mã này em xem một cái nữa ha. Trong thời gian đợi mấy bạn khách hàng vô. Đổi dây còn không? Đổi dây cho Thúy Phạm. Còn. Ừ, để em xem mấy cái bộ này cho mọi người nè. Một áo sơ mi 55-57kg nè. Với một cái quần. Xuất sắc chưa? Em tặng cho mọi người. Rồi 69.000 thôi. Nô dây còn không? Dây còn. Nô dây cho Liên Ngô. Còn luôn. Ý là cái cục đó đưa cho dán đưa phiếu cho lấy luôn đi. Để tại không? Nó nằm ở trong đó nó. Một cái cũng để ở đây. Còn không là một tí là không có biết mẫu đó có đâu. Mà là treo thêm đó. Rồi chốt giùm em 69.000. Đó 69.000. Rồi cho chị Ngọc Thảo Trần. Em đọc tên miễn sao đơ lớn là được rồi, nhiều khi em đọc không rõ chị. Không sao đâu, thông cảm mình nhỏ mắt không, không được khỏe như người ta. Không có lỡ đọc có sai một tí xíu mấy chị cũng bỏ qua giùm em đi mấy chị. Rồi chốt giùm em trắng giùm Thảo ha. Rồi 69.000. Kệ đi, xả luôn. Lấy view. Trắng 69.000 giúp em. Lê Thị Hà gọi điện 2 lần không chịu nghe máy. Rồi. Nguyên bộ luôn. Nổi cái áo sơ mi hết nhiêu tiền rồi. Tặng bộ đồ 69.000. Rồi chốt giùm em nu 69.000. Trắng cho Nguyễn Chi, trắng cho Thi Thi. Sao chính tả một tí thôi, mình lướt lướt qua giùm em nha. Rồi chốt giùm em là màu đen. Chốt cho mọi người 69 luôn. Nu cho Thảo Nguyên luôn. Trắng là cho Ngọc Yến. Nu hết nè, đỏ với trắng. Lê Thị Hà không bán nữa chị ơi. Chừng nào mấy chị gọi cho số hotline đi rồi em bán. Đen có một cái hả ta? Đen còn không? Đen cho Như Già. Trắng cho Hồng Ân. Rồi còn màu đỏ không à? Trắng cho Mỹ Hiền. Rồi hết. Cái này là bữa 125. Giờ em sale cho mọi người 95.000. Một set duy nhất. Kẹo xăm cho chị Thảo Nguyên. Trắng cho chị Hiền. Đỏ cho Thùy Dương. Chị Hiền không có trắng nha chị Hiền ơi. Rồi chốt cho Thảo luôn 57-58kg bữa 100 mấy. Giờ chốt cho em luôn. Sơ mi 95. Rồi chốt cho Thảo luôn riêu 95. Giá 95 cho Kim Nguyễn. Rồi riêu 95.000 giúp Thảo. Riêu 95. Rồi trắng 95.000 giùm em luôn. Mọi người ơi xuất sắc chưa chưa. Rồi còn riêu hả. Rồi trắng, sơ mi trắng 95, 60kg thoải mái. Riêng cái áo 65kg, ồ đẹp quá. Riêu cho Thanh Thảo. Rồi chốt giùm em màu vàng, ôi mọi người. Rồi trắng cho Võ Thì Dương. Rồi chốt giùm Thảo vàng luôn, 150 thôi. Ấy lộn, xe 95 thôi. À trắng đây còn set nữa nè, trắng cho Thi Thi. Trời ơi, đen còn set nó không phân màu ra mọi người ơi. Nó đưa đại cho bán, nó không phân cái gì luôn. Còn một set đen nữa nè mọi người. Đen với vàng giùm Thảo. Rêu hết rồi đen với vàng giùm em. Trắng có người hết rồi không? Trắng mấy set rồi? Có 2 set. Rồi giờ còn vàng với đen. Đen 95 chị Lan Bùi. Rồi em còn 2 set vàng nữa hết.
vàng cho chị Ánh Nguyệt. Rồi đen em hết rồi, còn một set màu vàng thôi. Rồi bán cho em 75 ngàn. Được chưa? Ghê gớm không? Rồi xanh tặng 75 ngàn, tặng cho hết hàng á. Rồi lẹ nha. Mày không chốt nữa, chốt gì ế quá rồi sẵn hả? Rồi chốt giùm em luôn hồng 75. Đúng mã nha mọi người. Không đúng mã là thôi luôn đó. Rồi chốt giùm em set vàng luôn 75. Rồi, hồng 75 cho Duyên Lê, xanh 75 cho Phúc Nguyễn. Rồi màu đỏ đẹp chưa? Đã nói là đem đi tặng hết đấy, chứ không phải bán nữa đâu. Rồi phía sau nè, đẹp không? Rồi đỏ giùm em. Hồng còn không vậy? Hồng cho Thi Thi. Rồi hết xanh rồi. Rồi chốt giùm Thảo luôn nha. Đỏ giùm Thảo luôn, quá trời rẻ. Đỏ giùm em. Rồi còn cái này xanh đi, xanh đi để em lên đàm lại nha. Rồi, đỏ chốt cho Duyên Lê. Rồi xanh rêu giúp em luôn, đỏ cho Phúc Nguyễn luôn, xanh rêu. Xanh rêu được một set. Rồi và đen, hết hàng. Rồi bỏ cái cũ bán cái mới chứ gì trơn á. Rồi chốt giùm nào luôn. Đen giùm nào 130 ngàn. Ê là 75 ngàn. Đỏ còn không? Đỏ hết đúng không? Đỏ quan chỉ không có số. Xanh rêu cho Ngân Tuyền. Xanh rêu Ngân Tuyền. Còn vàng với đen 75 ngàn. Cái này nó cây nhiều. Đang chốt Nguyễn Chi. Rồi còn sắc vàng hết. Mã này là siêu phẩm. Em cho con cái quần cho 55kg thoải mái. Rồi cho con cái quần cho sướng. Tặng cho 69 ngàn thôi. Quần là thấy ăn tiền rồi. Mã em còn sắc vàng thôi, không còn sắc màu gì hết. Rồi chốt giùm em hồng 69 ngàn giùm Thảo luôn. Chịu không? Giá rẻ kinh khủng khiếp không? Rồi chốt giùm em hồng 69. Được mấy set nè. Xong để lên đầm, nó đang chuẩn bị đầm á. Có mấy cái sọt á, đầm đó làm sao? Giờ đụng thì nó giật, sáng giờ không có ấm. Rồi hồng cho Phúc Nguyễn, cho Thi Thi, cho Theo Nguyễn luôn. Vàng 75 cho Võ Ánh Nguyệt luôn. Rồi chốt đỏ giúp em luôn. Xả 69 ngàn. Hầm cho bình an. Rồi, nha, phía sau lưng thun. Rồi, lên 7kg thoải mái giùm em. Chốt đỏ, đỏ 69. Cho xong, chờ đợi xíu nha. Đợi xíu lên đàn. Đỏ cho bình an. Rồi, 60kg nữa. Nè, nhìn kỹ nè. Đỏ 69 cho Phạm Phương. Riêu 75 hết rồi. Nè, nhìn cho kỹ nha. Xeo cho tớ bến luôn nè. Trăm mấy nè, giờ bán 85 nè. Rồi chốt giùm em hồng 85. Được dặn một cái bao này luôn. Đỏ 69 hết rồi. Mọi người không chốt cái này là mọi người thiệt sự một sai lầm lớn luôn. Rồi chốt giùm em vàng luôn, bán 85 luôn. Rồi chốt em vàng 85. Hồng 85 cho Thảo Phụng. Nè, dây của nó nè. Rồi, cảm ơn chị Bình An. Ủa, cái set này mà bán 85 luôn chứ. Vàng 85 giúp em ha. Tặng cái beo dây hết tiền. Vàng cho Phúc Nguyễn. Rồi, màu đặc biệt luôn. Chốt giùm em đỏ. Thôi vàng cho Võ Thùy Dương. Rồi lên đỏ giúp Thảo luôn. Không nói bàn cãi nữa mọi người. Trăm mấy chục ngàn á. Rồi đỏ 85 giúp Thảo nha. Rồi chốt giùm em mã đỏ 85. Xong chưa đầm, xong chưa? Để em coi cái set vest này còn cái gì nữa em tặng cho mọi người cho. Đỏ 85 cho Huệ nè. Rồi đỏ 85 cho Gia Hân nè. Đỏ 85 cho chị Tiên nè. Rồi đỏ 85 chị Thảo Nguyên nè. Rồi đỏ 85 còn set cho Liên Ngô. Rồi em mở hết nè. Hết rồi, hết đỏ rồi. Đây em xem cái set này cho. Size 1, size 2, size 3, size 4 luôn. Ai mua cái set này em chúc mừng luôn.
hàng 165.000. Mà hàng của em bán ở trên thị trường bán tại nó 200 mấy bộ. Cánh dơi luôn mọi người. Em khỏi nói về sản phẩm này nha. Em bán cho mọi người 110.000 thu vốn nhập vô. Mọi người hốt liền giùm Thảo 110 kèm size 123. Thảo là mặc size 1 55-57kg. Mỗi size tăng lên giùm Thảo luôn. Mặc cái áo cho cái này ít lắm luôn. Ai nhanh mua được nha. Nha. Áo thôi. Chờ lại mấy kia. Em đủ 3 size cho mọi người. 165.000. Cảm ơn Phương Nga. 165.000. Giờ em bán cho mọi người 110 giúp Thảo. Chuẩn bị mẫu này nó sẽ về cho mấy chị, nhưng mà nó sẽ về cái mẫu là không có bo, mà em sẽ làm cho mọi người là một cái dây cột, để ai tới đâu cột vô tới đó. Rồi chốt giùm em luôn 1, 2, 3 giùm Thảo. Sale 110.000. Rẻ hơn cả một cái áo đơn giản, rẻ hơn cả may ra cái áo này. Rồi size 3 em chốt cho Duyên Lê. Rồi 3 Duyên Lê nè, 1, 2, 3 nha mọi người. Chốt size giúp em. Sale 110.000 thôi. Rồi bắt đầu em lên đầm lại. Ôi cái đầm này nó đẹp. Mọi người nhìn kỹ giúp em cái đầm này nha. Xuất sắc luôn. 110.000 rồi chị. Thấy chưa, 55-57kg lên đen giúp Thảo. Đầm đen giùm em. Rồi size 2 cho Trân Nguyễn. Rồi size 3 cho Liên Ngô. Size 2 cho Diễm Lê. Là hết size 2 cho anh, 2 bộ size 2. Rồi hết size 2. Rồi đầm đen giùm Thảo luôn. 130.000 cái đầm. Size 2 còn bộ hả? 2 bộ rồi. Giờ đủ rồi, hết rồi. Rồi 57-58kg. Rồi mọi người ơi cái đầm đẹp không đẹp mấy tiền luôn á. Đi đám cưới sang cho mà biết mọi người. Chốt giùm em vàng 130.000. Xét đó hả? Nói chung là còn á, để em coi để đâu. Size 3 còn đúng không? Size 3 cho Kim Dung. Rồi chốt giùm em xanh 60kg mặc cũng vừa nha. Xanh này là xanh thun Mỹ nên coi giãn cực tốt luôn. Rồi đầm xanh 130. Rồi cảm ơn Ngân Lê nha. Rồi 60kg. Đỏ này là đỏ chít eo và phần nút là bọc hết tầm trăm. Rồi chốt giùm em đỏ 130 đỏ. Rồi đen dây chéo. Đó thấy chưa, đẹp chưa. Rồi 57-58kg giùm em đen dây chéo 130. Rồi hồng chít eo giùm em luôn. Hồng đuôi cá cũng được, còn không thì comment hồng chít eo nha. Ghi giùm em hồng chít eo 130. Nè để vô cái size của nó tí lấy hàng. Đen chéo cho Nguyễn Chi. Rồi trắng giúp Thảo. Toàn hàng đẹp không mọi người, nguyên lô này luôn. Tại vì em lít, mấy chị thấy không, cái thằng teo lắm, lâu lâu lấy ngô à. Là phải đẹp thiệt lắm mới lấy. Rồi 130, mà giá cũng phải rẻ như thế này nè. Rồi chốt giùm em trắng, trắng là siêu phẩm. Rồi chốt giùm em trắng. Đen hảo hả? Vàng dây, hồi nãy chị nào mua đen dây nè. Giờ có vàng dây nè. Ở trong là mút ngực nha mọi người. Rồi chốt giùm em luôn vàng dây. Trắng cho trăm trăm. Rồi 55-57kg nu nơ. Dây kéo nằm ngoài sau nha. Rồi nu nơ. Rồi xuất sắc. Rồi trắng đầm dây giúp em luôn. Đẹp chưa. Rồi trắng dây giúp Thảo. Rồi hồng dây. Rồi hồng dây giúp em. Trắng dây cho Bình An. Cái đen giống nãy đúng không? Ai mua được cái này là chúc mừng luôn. Ô cái này có like chưa vậy? Nhiều khi ghi hai cái mà nãy like một cái rồi. Có biết không, cái vụ này có nắm chắc không? Cái này ghi rồi, để riêng. Rồi chốt giùm em đen 60kg giùm Thảo.
Cái này là siêu phẩm luôn, không phải thường. Bóp em chị cái này. Rồi 60kg, 62kg luôn. Tại cái dây này nó giãn ra quá đẹp mà. Chốt giùm em đem. Cái này bữa chị báo trả rồi mà. Đang cho Diễm Lê. Chị đâu có nhắn cái gì đâu, chị cô chủ nhỏ. Chị comment sao người ta thì Thảo không đọc thôi. Chứ đâu có gì đâu chị. Rồi Diễm Lê có đen chưa? Xung quanh cái đen nữa rồi hết. Ý là chị comment sâu họ nên chị không có đọc. Mã nào mình đọc tên là có. Còn chứ chị cứ mua hàng bình thường giúp em thôi. Rồi 55-57kg. Siêu phẩm không? Rồi cái này mọi người rút tay theo mình muốn nha. Tay ai to thì rút nhã ra. Rồi mọi người von hoa giúp thật. Cái này ai mà nhỏ người thì lấy dây cột lại. Chứ mọi người quan tâm, em đâu có đọc người hết comment của mọi người. Hôm nay cực kỳ ít comment á, Thảo còn đọc được chứ bình thường nhiều sao Thảo đọc. Mọi người cứ bình thường đi mua, mọi người không thấy đọc tên có nghĩa là mọi người cầm xem sâu người ta. Ví dụ như một sản phẩm nó 3 cái thì ba người trước được, người sau không có được ha. Rồi 55-57kg giúp em, xanh, hoa xanh giúp Thảo. Nhiều khi em kêu mấy chị ghi chữ GG mấy chị không ghi. Đó, lúc người ta kêu không ghi. Giờ đồng men mấy chị chấm á, chị ghi em đọc đâu đọc đâu. Hoa hồng giúp Thảo. Sang không? Ở dưới đây là tầng nha. Rồi hoa hồng. Mấy cái hoa này là Thảo làm mút hết. Ý lộn làm lót hết cho mọi người. Hoa hồng giùm em. Xanh hồng. Nay là lần đầu tiên em kiên trì em like như thế này. Nhưng không bao giờ em like như thế này đâu. Biết sao? Tí em nghỉ nữa nè. Tối nay em nghỉ nữa nè. Rồi 58-59kg giùm em. Hoa vàng. Hoa vàng 130 giúp Thảo luôn. Hoa vàng 130. Rồi cái này lên giùm em hoa trắng. Rồi hoa trắng 130 cổ vuông. Rồi chốt giùm em hoa trắng. Mọi người cứ chốt mà kêu là cứ chấm cái cho Thảo đọc. Hoặc là comment hỏi cái gì Thảo cũng không đọc hết được. Rồi chốt giùm Thảo. Ôi. Mọi người ơi cái đầm 55-57kg giùm Thảo ha. Rồi Nubi giúp em. Hoa hồng cho chị Lý Phơm. Quỳnh Quang xả đơn không nhận. Rồi chốt giùm em đỏ luôn. Không còn. Rồi chốt giùm em mã đỏ giùm Thảo. Đỏ đỏ. Rồi Nubi chốt Quỳnh An. Đẹp quá Quỳnh An. Nó không bán cho chị Quỳnh Văn. Mua xong báo xả hàng liền. Nubi có mấy cái à? Nubi cho chị nhiều. Rồi vàng bi giúp Thảo luôn. Đỏ cho chị Bình An. Rồi mọi người chốt giùm em Thảo vàng luôn. Vàng 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 đẹp không? Mã đó lịch sự ghê, mã đó mặc vô là người đẹp đó, lắm luôn. Rồi chốt giùm em cam. Vàng bi chốt cho chị Văn Trần. Rồi chốt giùm Thảo cam luôn. Cam cam. Đưa cái tem vô trong đây nè. Chứ không thôi người ta không thấy được cái hàng. Quá trời ơi, xuất sắc. 58kg giùm em ha. Ôi đẹp chưa? Mẫu mới không, mọi người lấy trong nguyên 2 bao mẫu mới tinh tàn ten luôn. Rồi chốt giùm em là đỏ bi giùm Thảo nha, đỏ bi phòng giùm Thảo nha, tay phòng. Vàng bi cho Bùi Thà, đỏ bi cho My Phương Phạm Thị. Đỏ bi phòng giùm em nha, bi phòng. Rồi hồng bi phòng giúp Thảo luôn, ghi mã đúng giùm em nha. Hồng bi phòng, quá xuất sắc, phía sau là co giãn nha. Rồi Thư Dương lấy số điện thoại thôi chứ chưa có đơn. Rồi 60, rồi đó thấy cái eo không, nhìn thấy cái eo không. Rồi chốt giùm em luôn, vàng siêu phẩm 130.000. Bỏ bi phòng cho chị Nguyễn Hồng, hồng bi phòng cho chị My Phương. Chưa nha mọi người, này có con cái à, vàng có con cái à mọi người. Ủa cái vàng này xuất sắc. Rồi vàng giúp Thảo nè. Rồi hoa trắng tay phòng này. Rồi chốt giùm em luôn, đẹp không. Rồi chốt Thảo hoa trắng luôn. Vàng siêu phẩm chị Phong. Hoàng Hoàng có con cái hả? Rồi có cái hả? Chịm rồi, em đã chịm rồi. Đàn này 450 hả? Rồi chốt cho. Wow, thấy chưa? Bàn đuôi cá giúp em nha. Thấy chưa mọi người? Vàng đuôi cá. Cái đó bây giờ mới bị trùng hàng á. Lên một cái dinh đi nha, để nó đi. Buồn 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 chứ cũng lên một cái. Thôi em lên một cái đầm này. Bữa giờ rất là nhiều chị em hỏi Thảo rồi. Em sẽ cố gắng em lên cái đầm dẹp ly này. Nhưng mà mấy chị ơi, mấy chị chốt được cái giá này á, để mọi người mai mốt mua được cái đầm vừa rẻ vừa đẹp
Vàng đuôi cá là của Nguyễn Trân. Vừa rẻ vừa đẹp vừa sang, mà vừa dập ly, mà vừa sao nữa mấy chị, vừa 65kg, 67kg mà vừa nữa. Mẫu này chị em nào từ 53kg đổ lên hãy mua, 53, 55kg hãy mua. Dưới số ký đó mọi người mua nó hơi bị rộng, phải chích eo lại. Mọi người coi dập ly. Trời ơi em bán 155, chốt giùm em đầm đen 155. Trời view 200 mấy má ơi, khủng khiếp thiệt sự luôn. Để em chia sẻ cái coi. Ủa, nó không cho chia sẻ trang cá nhân hả ta? Rồi chốt giùm em luôn, quá xuất sắc mọi người. 155 chốt em đầm đen. Rồi chốt chị Phạm Loan. Đầm này mà đem đi về đi biển em nói mấy chị không từ nào diễn tả luôn. Rồi đen cho Thư Dương 155 thôi. Số ký em cho 65kg mặt cũng vừa. Mọi người thấy không, em làm cho cổ vuông. Nè mọi người ha, nhớ giùm em nha, muốn mặt chi mặt hà nha. Rồi cho Phạm Trung Anh đầm đen nha mọi người, muốn mặt sao cũng được hết trơn. Mão dưới đây là giật ly hoàn toàn 100%, chứ không phải là làm vuông xuống đâu. Rồi chốt em Thảo luôn, đầm đen giúp em. Hiểu không, mặc được hai kiểu của nó luôn. Một kiểu là mấy chị mặc theo kiểu bình thường, còn nếu mấy chị đi biển hoặc là mấy chị chụp hình á thì mình mặc theo kiểu này. Ok chưa? Rồi chốt giùm em đầm đen 155.000. Đẹp không mọi người? Em nói mai cái đầm mà em bán 155 em cũng giật mình á, cảm đầm mọi người không tin đâu. Rồi Ngọc Mai đầm đen luôn, dạ 155 thôi chị. Giá bán này là giá em nói mấy chị sỉ không có ra được. Nhìn nha, may hai lớp hàng luôn. Hai lớp nha mấy chị, không phải một lớp, và làm bèo cho mọi người luôn. Rồi đầm đen cho chị Bình An, đầm đen cho Dung Lý 155. Giá rất là gọi là giá bình dân luôn á, nhưng mà đem cái đầm về nó phải khác giá bình dân nha. Tại vì hàng này mấy chị biết online thì giá nó khác, online giá rất là thấp so với giá ngoài shop. Chị cạp quậy không kiểm không nhận. Rồi chốt giùm em đầm đen 155. Nó rất là rẻ so với chất lượng hàng của nó luôn. Mà mấy chị nhìn đi, nội mà may cái dập ly không là thấy hết nhiêu tiền rồi đó. Mình tính đi công sức biết bao nhiêu mà nói. Rồi chốt cho em mạ đầm đen giúp em. Ở phía sau là em làm cho mấy chị nguyên cái nè, cái bo ở đây nè. Nên là mọi người không có lo về số ký ha. Mấy chị thấy không, may một cái đầm công bu ra bán 155. Chưa tính tiền lời của Bảo á, chưa tính tiền lời của em đó mọi người. Thì em bán phải có lời chứ, đúng không? 155 thôi mọi người. Rồi 55, 56, 7kg giùm em. Quá xuất sắc. Này 67, 60kg mặt vừa đó. Đầm hoa giúp thật. Hoa 155. Ê lọt 130. Rồi đưa cá dưới luôn nha. Rồi hoa lớn 150 giúp em, 55, 56 kg thoải mái luôn. Và màu hồng 130 giùm Thảo luôn. Đẹp không mọi người? Cứ em thấy cổ vuông là em ưng. Rồi chốt giùm em hồng 130. Ôi mẫu này có nhiều màu quá trời luôn nè, lựa xuống luôn. Rồi chốt giùm em xanh, xanh 2 tầng luôn nhé. Rồi chốt giùm Thảo xanh 130. Trời ơi siêu phẩm. Rồi 55, 57kg, 55kg đi ha. Siêu phẩm giùm Thảo. Rồi đẹp chưa? Rồi chốt giùm em mã siêu phẩm. Ôi ôi siêu phẩm nâu luôn. Rồi đầm hoa là cho chị Hồng Nhung. Đầm đầu tiên. Đó. Đầu tiên. Xanh là cho Ngọc Châu. Rồi chốt giùm em luôn, nâu. Nâu nâu nâu. Trời ơi màu này không biết đọc màu gì luôn trời. Hoa hồng giúp em nha, mã hoa hồng. Mã hoa hồng giúp em. Quá đẹp. Hoa hồng cho Thợ Nguyễn. Siêu phẩm cho chị Hồng Nhung, cho em cái này. Rồi, chốt em. Ồ đẹp quá mọi người. Rồi cái này 55kg, 56kg thôi. Ở dưới là tầng hết luôn. Rồi chốt giùm em mã đỏ giùm Thảo luôn, 155.000. Cái lộn 130.000. Quỳnh Tranh điện thoại 2 lần, báo thay bao hết. Rồi cho anh Thảo xin mã đỏ giúp Thảo luôn, đỏ. Ồ đẹp quá bà con mình. Ok.
được, đáng đồng tiền quá. Rồi chốt giùm em luôn là vàng. Vàng giùm não luôn. Đỡ em chốt chị Hồng Nhung. Cầm cái đàm nó nặng tay luôn á chị Nhung. Rồi lên giùm Thảo Hồng luôn. Bao xuất sắc. Rồi chốt giùm em học là rút cũng được nha. Quá đẹp. Cái này lịch sự lắm. Rồi lên giùm em rút. Trời ơi. Nguyên cái lô mới này nhìn không nhận ra luôn á. Rồi chốt giùm em luôn hoa trắng giùm em. Cặp Huệ em có bán cho chị đâu chị ơi. Em mấy chị thấy không, trả lời thẳng ở trên live, em không có lướt qua đâu. Tại vì nhiều khi mất thời gian mấy chị coi. Mấy chị tối xử với em. Rồi chống tụt cho Kim Lan. Rút cho Mi Phương. Rồi chốt giùm em mà. Trời ơi. Hoa tầng giùm em mọi người, đẹp nè. Rồi trắng tầng giúp em. Rút hết rồi. Sao mấy cái sau nó càng ngày nó càng đẹp luôn á. Rồi 57, 58 ký. Vậy rút nhận cho Bùi Huệ. Chứ chị Bùi thà chứ. Ok chị Bùi thà có. Rồi vàng giùm em nha, 130. Rồi 57, 58 ký luôn. Chốt hồng giùm em. Em không có tặng chị ơi, em bán chị à Tân. Trời ơi tôi tưởng bà cầm mấy chữ tặng, quá trời khổ ghê hả. Rồi cho chị Thảo Phụng, hoa tắm tầng. Rồi hoa nhí tay phòng giúp em, 55, 57, 58 ký giùm. Hoa nhí phòng giùm Thảo hả. Đây nữa nè, hoa trắng 57, 58 ký. Hoa trắng giúp em. Trời ơi. Tao chốt giùm em hoa trắng. Ủa mút ngực nữa chứ. Cảm đầm đáng đồng tiền bát gạo chưa. Tay là tay le nha mọi người. Rồi hoa nhí giùm Thảo luôn. Cái đầm này. Thiệt sự bữa nay mắc cái ông gì mà bán ế đó chứ mọi người ơi. Rồi hoa đỏ giùm Thảo. Chứ mẫu này em nói thật mấy chị, ngày thường em bán một mẫu chắc phải 50 cái quá. Rồi chốt giùm em luôn hoa đỏ 130. Đẹp không lấy tiền luôn á. Ủa cái lô này đỉnh chết luôn. Rồi để tối em cắt cái lô kia cho. Hoa trắng là của Phạm Phương. Rồi hoa đỏ là của Nguyễn Giàu. Hoa trắng còn không? Hoa trắng này hết rồi. Rồi hết rồi. Đỏ là chị Nguyễn Giàu trước đi. Mấy có cái hoa nhí kìa. Ủa hoa nhí của Nguyễn Giàu chứ. Còn hoa trắng là của Phạm Phương. Hoa nhí nè. Rồi đỏ hết rồi phải không? Rồi chốt giùm em hồng tay phòng luôn. Thiệt sự cái lô này rất đẹp luôn. Rồi đỏ, đỏ bấm ai rồi. Đỏ bấm cho Phạm Trung Anh đi. Rồi chốt giùm Thảo luôn, hoa hồng giúp em. Kiểm tra đơn hàng chị inbox chị ơi. Làm hồng cho chị Hà Phan. Trong like thì dồn chứ em không có lộn like trước đâu chị. Rồi hồng siêu phẩm. Hồng tay phòng hết rồi. Còn không? Hồng tay phòng còn hả? Cho chị Hồng Nhung, Hà Phan với Hồng Nhung. Đó luôn đúng không? Hà Phan ơi cái này nó sang lắm luôn nè. Đây là lô mới hoàn toàn á. Nãy má ơi em đem lên em câu luôn đó. Rồi chốt giùm em hồng liền. Ủa cái mã này mọi người, chốt giùm em hồng liền. À cái tím này giống như cái vàng hồi nãy đúng không? Tím siêu phẩm. Rồi tím siêu phẩm giùm em. Rồi cái tay của nó nè. Nguyên cái lô này là hàng của store đặt hết rất màu lại. Nên là em lấy em cũng phân vân lắm. Tại vì em bán là thường em chọn màu đen nhiều hơn. Khách của em thích màu đen hơn. Khách em mặc nhiều màu đen. Rồi chốt giùm em luôn tím giùm em. Cầm cổ đổ cầu ăn hàng. Đừng có hỏi em mã trước cứ like mã này nè. Bây giờ lấy hàng lộn xộn lắm. Nên là đợi Thảo like rồi mua. Rồi đỏ, đỏ này là gọi là đỏ sang nha mọi người. Nhìn kỹ giùm em nè. Đỏ sang với tem 130, 55, 57. Rồi Lê Phương là tím. Đỏ sang nó có mút ngực. À Phan bà lấy cái lô này nè. Cái lô này thật sự luôn, rất nãy giờ mẫu nào lên cũng đẹp hết trơn. Bữa nay mắc cái gì bán tự nhiên mà thấy view khác cũng vậy nha. Rồi chốt giùm em nu sang giùm Thảo luôn. Ai khác cũng bị mà lay mình tôi nên là chấp nhận. Rồi đúng chưa. Rồi đen sang giúp Thảo. Đỏ và nu. Đỏ nu và đen. Đỏ nu đen mã sang. Có bán có 13 thôi mọi người. Đem đầm về giật mình. Nu sang cho Phan Thảo. Mà cái lô này công nhận giật mình thiệt đó. 57, 58 ký chốt em hoa hồng. Hoa nhí đi, mút ngực luôn. Ủa cái lô này đẹp lắm luôn á. Hoa nhí giùm Thảo nha. Rồi hoa xanh giùm em. Rồi xanh, có thấy chưa. Mọi người thấy nãy giờ cái lô này lên lạ lùng không.
mà chỉ là đêm nay review quá thấp thôi. Rồi hoa xanh với Thảo luôn 1.30. Rồi hoa hồng 55, 57, 58 kg. Rồi hoa hồng tầng luôn. Đẹp chưa? Rồi hoa hồng, hoa xanh cho chị Nguyễn Giàu. Trời ơi, thì cái lô này không thể nào nói gì được luôn á. 57, 56 kg giùm em. Mã giờ mã gì? Giờ mã nu. Trời ơi, cái tầng của nó nè. Mọi người, cái tầng của nó nè. Trời ơi, xuất sắc chưa? Rồi chốt giùm em hoa nu. Cái xanh này em còn, nhưng mà xanh khác tí xíu nha. Xanh này 58 kg luôn á. Rồi chốt giùm em lại hoa xanh giùm Thảo nha. Rồi hoa xanh, hoa xanh. Cái nào xong rồi giấy ra liền đi. Đừng có ship nữa. Rồi hoa vàng giùm em. Vàng thì tầng ở dưới này. Vàng thì tầng ở dưới này. Rồi chốt giùm em vàng 57-58 kg. Hoa nuôi chị Cẩm Phan. Rồi 56-57 kg giùm em. Rồi hoa đỏ giùm em. Hoa nu hết rồi. Rồi xanh đen giúp Thảo. Rồi chốt giùm em mã xanh đen. Trời ơi nè, nguyên cái dàn nút đứng ngọc trai. Rồi chốt giùm em xanh đen. Xanh ngọc. Hiểu không? Nút ngực hết luôn á, kỹ ghê không? Rồi xanh ngọc giúp em. Hoa đỏ cho chị Cẩm Phạm, xanh đen chị Nguyễn Giàu. Này cái này 60 kg, ngon lành cành đào luôn. Trời ơi, mã siêu phẩm lại dập ly nữa bà con. Mà 130.000 mọi người ơi. Rồi chốt giùm em mã siêu phẩm hoặc là mã dập ly nha. Siêu phẩm hoặc dập ly. Rồi chốt giùm em hoa. Cái này mọi người giùm em nhà hoa màu vàng đi ha, cho nó đừng có trùng mã, quá xuất sắc. Chốt giùm em hoa vàng. Rồi nguyên vàng hoa luôn. Sao không xen kẽ cái này cái kia mà cứ như vậy rồi đọc cái nào cũng hoa hết sao đọc trời. Rồi chốt giùm em hoa đào. Rồi siêu phẩm cho chị Theo Nguyễn. Rồi chốt giùm em hoa đào giúp em. Đẹp không? Rồi 55-57 kg giùm em. Hồi nãy chị nào mua không được cái màu đen kia, quất qua màu vàng. Tay của nó là tay lưới nha. Rồi chốt giùm em luôn bi vàng. Bi vàng hoặc là lưới vàng giúp em. Chéo qua nha mấy chị, ngực chéo. Rồi bi cam giùm Thảo luôn. Rồi bi vàng với bi cam giúp em. Sắc chưa? Rồi bi vàng bi cam. Bi vàng em chốt cho chị My Phương. Rồi em chốt cho mấy chị luôn bi đỏ giùm Thảo. Bi đỏ 1.30. Ui sang chưa. Bi đỏ 1.30. Bi cam cho chị My Phương. Rồi 55-56 kg giùm em hoa vàng. Tầng nha, hai tầng hoa vàng giúp em. Rồi xong cái đó nữa em nghỉ nha mọi người. Cái tách ra có để riêng hay chưa vậy? Cái mã tách ra có mấy cái. Rồi 57-58 kg giùm em. Màu trắng tay là tay phòng nha. Rồi chốt giùm em trắng. Bi cam hết chưa? Bi cam còn không? Bi vàng còn. Rồi 58 kg, 59 kg giùm em. Hoa hoa tím hả? Hoa này hoa tím giúp Thảo luôn. Bi cam còn nha, bi cam cho chị Ngọc Thảo Trần. Rồi hoa màu xanh giúp Thảo. Bi đỏ còn. Bi đỏ cho Ngọc Thảo Trần. Rồi mọi người chốt giùm em là hoa trắng giúp em. Rồi hoa trắng 130.000 giùm Thảo. Xuất sắc. Rồi nghỉ đi. Bye bye mọi người nha. Trời hôm nay là cái ngày gì mà nó bóp ghê vậy mọi người. Bye.